Sau hai lần đề xuất không thành, mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục đề xuất điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, nữ từ 55 lên 60 tuổi và nam từ 60 lên 62 tuổi. Tại Lâm Đồng nói riêng và nhiều địa phương khác trên cả nước, vấn đề này còn có nhiều ý kiến trái chiều. Việc điều chỉnh này xét trong dài hạn là cần thiết, song cần phải tìm ra phương án hài hòa cả ba mục tiêu: ổn định quỹ bảo hiểm xã hội, phát triển kinh tế và tận dụng được nguồn nhân lực trẻ. Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu không còn là chuyện mới. Ngay từ năm 2006, vấn đề này đã được nêu lên. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 đề xuất từ năm 2016 trở đi thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ công chức viên chức, nữ từ 55 lên 60 tuổi và nam từ 60 lên 62 tuổi. Từ năm 2020 trở đi thực hiện tăng tuổi hưu đối với các nhóm lao động còn lại, mỗi năm tăng thêm 4 tháng tuổi cho đến khi đạt 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này không chỉ ảnh hưởng đến công tác quy hoạch cán bộ, đến hoạt động của các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân người lao động trong một số lĩnh vực không muốn tăng tuổi hưu. Lý do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra trong việc đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lần này chính là để thích ứng với việc tốc độ già hóa dân số của Việt Nam diễn ra nhanh, tuổi thọ bình quân tăng, trong khi quỹ bảo hiểm xã hội đang đứng trước nguy cơ mất cân đối do thời gian chi trả lương hưu kéo dài. Tuy nhiên, một lần nữa đề xuất này lại vấp phải hai luồng ý kiến trái chiều. Em nghĩ là việc tăng tuổi hưu là một chính sách rất là tốt, bởi vì việc tăng tuổi hưu á, thì mình sẽ tận dụng được tối đa những cái trí lực của những người mà đã làm việc lâu năm, họ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều kiến thức hơn. Và việc tăng tuổi hưu thì mình sẽ tạo điều kiện cho họ cống hiến hết sức lực của họ cho công việc. Tuổi hưu mà tăng lên á thì cũng có cái đáp ứng được một số nhu cầu của nữ trong cái độ tuổi lao động. Tuy nhiên cũng đa số đông á thì người ta cũng muốn nghỉ hưu vào cái tuổi 55. Với cái nhiều cái lý do, cái thứ nhất là về sức khỏe. Cái tuổi từ 55 trở lên á là người ta cái vấn đề sức khỏe người ta sẽ suy giảm, người ta không có đáp ứng được cái nhu cầu công việc của mình. Cái thứ hai nữa là tạo được cái công ăn việc làm cho cái giới trẻ. Nếu mà mình còn làm việc trong các cái cơ quan nhà nước á, thì cái lớp trẻ hiện nay ra trường á, như vậy là đang thất nghiệp rất là nhiều. Từ cái chỗ đó thì nhà nước cũng nên có cái suy nghĩ tính toán cho nó hợp lý. Theo thống kê, tuổi nghỉ hưu trung bình của người lao động Việt Nam đang thấp hơn quy định là 3,5 tuổi, dẫn đến mỗi năm quỹ bảo hiểm xã hội mất cân đối trên 135.000 tỷ đồng. Một số ý kiến đồng tình cho rằng sẽ thật lãng phí nếu không sử dụng nguồn lực từ rất nhiều người có trình độ, năng lực, khả năng cống hiến. Hiện nay, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam đã được tăng cao, sức khỏe người lao động cũng được cải thiện. Do vậy, đây là thời điểm cần thiết đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu để tăng thời gian cống hiến của người có năng lực. Phía những người không đồng tình cho rằng tăng tuổi nghỉ hưu sẽ có tác động lớn, thậm chí khó lường về xã hội chính trị và hạn chế cơ hội của nguồn nhân lực trẻ. Đối với người lao động trong các ngành đặc thù hoặc những việc đòi hỏi sức khỏe dẻo dai thì không thể tăng tuổi nghỉ hưu, bởi lúc mắt mờ chân chậm, hiệu quả công việc rất thấp. Theo tôi nghĩ thì tăng tuổi lao động để giải quyết cái quỹ bảo hiểm xã hội thì không nên, mà chúng ta sẽ có nhiều cách. Trong kho bảo hiểm thì có nhiều cách, nhiều biện pháp, nhiều giải pháp để chúng ta giữ vững cái quỹ bảo hiểm. Chứ không phải chỉ có một cái giải pháp, đó là chúng ta kéo dài tuổi lao động. Mà kéo dài tuổi lao động đại đa là theo tôi nghĩ là phản khoa học mà cũng không nên. Việc tăng tuổi nghỉ hưu thì chúng ta phải xét theo cái nhóm đối tượng. Thứ nhất là nhóm đối tượng đó nằm trong lĩnh vực nào, trực tiếp sản xuất hay là gián tiếp sản xuất, và nhóm đối tượng đó nữa là nằm trong cái nhóm là lãnh đạo hay là nhân viên. Thì tôi cho rằng cái tính ưu việt của một xã hội thì chúng ta phải đặt lên một cái nền, một cái chung, chứ không thể đặt ra một nhóm đối tượng hay là một vài cái đối tượng đó thì nó không nên. Như vậy một vấn đề nữa là hiện nay thì chúng ta nói rằng chúng ta phải trẻ hóa cái đội ngũ đi,
Không khéo thì chúng ta làm già hóa cái đội ngũ này nếu chúng ta tăng tuổi hưu. Thế thì theo tôi thấy rằng cũng nên có cái quy định một cái khung độ tuổi nghỉ hưu thì như nào theo nguyện vọng, nó là như thế thì tốt hơn, chứ không nên chúng ta áp đặt một cái là kéo dài. Dù thế nào, mọi chính sách xây dựng nên là để phục vụ người dân. Và một chính sách lớn có ảnh hưởng đến rất nhiều tầng lớp trong xã hội cần được nghiên cứu và điều tra kỹ lưỡng nhằm hướng đến hiệu quả an sinh xã hội, đảm bảo sử dụng tốt nguồn nhân lực có chất lượng. Nguyện vọng của người lao động là được quyền lựa chọn và không nên đánh đồng mọi đối tượng, cũng như đánh đồng tuổi nghỉ hưu và tuổi hưởng hưu. Điều quan trọng lúc này không chỉ là chuyện nên tăng hay không, mà là quá trình điều chỉnh cần phải được thực hiện theo lộ trình một cách khoa học. Người lao động và rộng hơn nữa là dư luận sẽ đồng thuận theo một phương án hợp lý, được xây dựng từ những nghiên cứu thực tế, ghi chuyển đóng góp của xã hội và đặt trong một chiến lược dài hạn. Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn 2, xã Mê Linh, một trong những hộ vừa phát triển trồng hoa thạch thảo trên diện tích 1.500 m² đất mà trước đây được gia đình trồng cà phê. Hơn một năm chuyển đổi từ diện tích canh tác cà phê